Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi ra vườn để thu hoạch lá. Đây là cách thu hoạch lá này. Mới hái chưa hết một búi kia mà đã được nửa tải rồi các bạn nhé. Đây, khi các bạn hái xong là các bạn cuốn vào từng nắm như thế này và xếp vào trong tải này. Cắt thành từng nấm để vào từng đống, thế xong bắt đầu là người chậm nhất thì em đưa mẹ em đi. Rất đều. Cho bà đi kia, bà biết. Đấy, thấy chưa? Cứ nói xấu mẹ cơ chứ còn dài. Bà chậm. Chậm vừa mà chậm quá. Vua chậm. Chậm nhưng chậm chắc. Hái không bị đánh rách một cái lá nào, thế là được rồi. Nhanh thì người ta hái được nhiều, mình chậm thì mình hái được ít. Vật sẵn đây chỉ được hái mà không hái được thôi. Lạ. May vàng đấy. Và gì vứt? Ngày xưa vứt bằng ngày xưa đi ăn trộm lá. Những cái lá diễn kia nó còn cao ngất ngưởng ra ấy. Vâng. Thu đống vào đây để vâng. Năm trời đấy các bạn. Năm hơn năm. Khi cắt cụt như thế này sau 40 ngày sau nó lại mọc ra. Cứ cành to hay cho cành nhỏ bỏ lại. Lẹp liên tục. Đây là chúng ta hái theo kiểu là cắt thành chặt thành lứa đấy, cắt trơ trụi này các bạn nhá. Đấy, trơ trụi. Trơ trụi hết luôn. Những cái hàng mai vàng cái này ít hái, lấy hàng mai thái như kia hái. Cắt trơ cắt trụi như thế này xong rồi là nó lại sau 1 tháng sau 40 ngày sau chúng ta lại đi hái tiếp. Trơ cắt trụi luôn. Vua chậm. Thấy không? Đấy, dễ ra rồi nhưng mà không biết liệu vui được không vấn đề. Càng bẻ qua người ta càng dễ nhìn. Thế nhờ những cái búi này là chưa cắt đến này các bạn này. Lá bò lê bò là dưới đất luôn. Bò lê bò là luôn này. Lá này các bạn này. Nằm bó hết giải tất dưới mặt đất. Đấy. Bò lê bò là. Còn trên này là mai thái. Đấy. Động đến cái là nó gãy rồi. Động đến cái là nó đứt rồi. Đấy. Cái mai thái nó còn giòn hơn. Mai thái như bây nhìn như là tôi cho cái quay cái cây này đây, quay này cho bà con. Mỗi cây hái cất, và bỏ cái nào như là A. Như là A, không bỏ lá nào luôn. Đấy. Buổi sáng này cứ làm một mình nha, mà nếu mà hái ở vườn này mình nha chắc được 30 cân. Cân. 6, 2, 12 là được 1,2 triệu rồi. Cứ thả ra vườn là có triệu hơn triệu. Kém. Tí nữa phải đi ăn cỗ là tranh thủ ra vườn khoảng tiếng đồng hồ là có tiền đúc phong bì rồi. Vừa đẹp trai vừa tài hái lá.
Chưa người yêu. Em nào chỉ thích nhau vào đây. Em nào thích hai lá thì đến với anh. Dung hái nhiều lá rồi, rồi mẹ cứ chăm mà đi. Chỉ dỗ nhá. Dung lên cầm một cháo bấm cháo hết. Và đây là những cái cành mai thái này các bạn nhìn này. Ấy, một cành đấy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 lá các bạn ạ. Đầu lá này. Mai thái này hái còn giòn hơn là mai vàng các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn những bùm lá này. Vườn này là được một năm một ngày đây. Hôm qua là vừa tròn sinh nhật một tuổi của nó đây. Qua 23, hôm nay 24. Dung ơi. Ơi. Đi xuống hàng thứ hai này, ra quay cái quả đấy cũng được. Quay từ dưới quay lên nhìn các bạn nhìn. Ấy, lá đây. Lá mai thái đây. Đi vào vườn lá này không muốn ra các bạn ạ. Hái từ sáng đến trưa không biết mệt. Thích lắm các bạn ơi. Đấy. Nhìn những tàu lá này ai dám nói là tôi không thích lá. Lá đây các bạn ạ. Xin chào các bạn nha. Và bên dưới kia là những búi mai vàng. Hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.